mình lấy máy sinh tố mình đánh được không chị? Không không, sinh tố đánh gì, cái máy bự mà đánh mới được chứ sinh tố gì cưng. Đánh bằng tay hả chị? Đánh bằng máy luôn. Bằng máy á. Bằng tay thôi đánh rồi. Rồi. Máy là cô máy bằng tay luôn, chứ không máy giỡn hơn. À, cô máy có một người. Đó, cô máy nó béo quá chị. Vậy có trứng nó cô máy rồi. Bao lâu thì nó chín vậy? Không có canh. Okay. Dạ. 10 phút đó chín không chị? Không tới 1 phút đâu. Nãy giờ cái mình lo đổ gì nè, cái đầu khách lại mua cái quên cái gì cái khét cái mồm. Quên khét luôn. Chú muối này mình luộc sẵn hả chị? Không, chú muối này chú muối sống luôn. Muối mình tách ra còn nè. Muối sao sao nó mình đã luộc rồi đúng không chị? Không, chú muối sống. Nếu mà trứng muối luộc á em đi em hấp lợi cái trứng muối không ngon cái trứng muối nữa. Mình hấp lợi nữa trứng muối đâu được béo đâu có độ béo nữa. Dạ. Muối làm nhà luôn. Chắc chắc là nên bỏ vô con này hả chị? Thôi chắc bỏ vô. Màu đẹp quá ha. Yeah. Chưa bỏ vô được thì bao giờ mới bỏ vô được chút xíu á, chừng nào bột có khô mà để trứng muối vô, nếu mà để trứng muối vô liền cái đầu ấy nó chìm trứng muối chứ nó không nổi lên như gì. Thấy thấy chưa, trứng muối nó bột nó khô nên mới để vô được. Mình nướng thì bánh vào một mẻ, mình nướng khoảng bao nhiêu tiếng? Bao nhiêu phút? Thấy thơm thơm mà dở ra để nướng có canh nghe mùi thơm. Thơm thơm nữa mà đó. Chưa được hết chị? Chưa, nếu mà đổ mà gấp quá cũng không được nữa, gấp quá nó không có ngon cái bánh. Tại mình đổ nó hang nè, hai lò hai bữa xem đi. Cái đâu có há không bằng điện người ta, nó có cái máy nó như là đã biết bao nhiêu phút rồi. Còn này mình đổ hang mà đâu có gì đó. Bánh này có nguồn gốc từ đâu ta? Miền Tây. Miền Tây. Thôi. Chị bán bánh ở đây bao nhiêu năm rồi chị? 6 năm. Chỗ này luôn hả chị? Ồ. Trứng gà lên chạy nó lên thơm ghê luôn á. Ngay chỗ này mà dắt sáng á, là chị Đậu với chị Thái với Phương á, 11 giờ rưỡi chị mới lên đẩy lên đây. Wow. Mình tính quá, cái dĩ này là... Dĩ này là 40 ngàn. Ý là bao nhiêu cái bánh trong này ta? 12 bánh. Chị canh thang sao mà cho nó lửa đừng có lớn quá chị.
cái này có than than không đâu, lửa không bình thường mà mình để bình thường thôi, tại vì tại chị đổ quen rồi chị nhìn được chứ chưa cưng đâu không biết nhìn đâu, chắc cho em là cho nó cháy xém luôn. Lâu lâu cái than nó phải bưng lên vậy nè để nó có than nhiều chút, cái đầu cái nó hình cái bánh lên nó đẹp nữa. À vậy thì mà mình hết than thì mình nấu đây luôn hay mình chạy về nhà mình lấy gì? Không, đem đồ theo hết mà. Khi là 4 giờ rưỡi là thức dậy là đi là đồ đạc chuẩn bị hết rồi, là 5 giờ là lên đường chạy qua đây. Mình ở chỗ sao không chị? Chỗ quận 8. Nhà chỗ mình quận 8 đứng đường cộng lắm. Wow, chín gì chắc cũng chưa luôn ha. Chưa chút xíu thì mới ngon. Em thấy thơm lắm rồi. Nhưng mà gấp cái thì ngậm đè không ngon cái bánh. Cái bánh nó vàng rồi đó, cái hai bên hồng nó vàng. Vàng mà mình sợ trứng muối nó chưa chín, sợ tăng đâm bánh vốn. Sáng mấy giờ mình bán chị? 5:30 ở đây rồi. 5:30. 5:30 mình mấy bán mấy giờ mình nghỉ? Bán hết là vậy thôi. Ngày nào cũng vậy luôn hả chị? Nhưng mà 5:30 là chị đậu với chị thấy Phương á. Dạ. Nó 11:30 là mới lên đây. Dạ. Cũng con đường này nè qua đây là tới rồi. Rồi 11:30 đến 12:00 là đậu cái chiều. Đây chín rồi đó các bạn. Chín rồi đó, nó hồng hồng rồi, nó hồng hồng rồi. Nó vàng vàng đẹp quá. Đúng quá. Đây. Đây. Này các bạn thấy không? Bánh của chúng ta đã chín quá đẹp luôn nè. Wow. Nóng hổi luôn. Quay hỏi mua 10 hộp nghe cái đỉnh 10 hộp. Wow. Đẹp giá không? Vậy. Mua 10 hộp đã. Muối thì ngon ha. Thôi vậy mua 1 hộp nữa được rồi. Ồ, cái này có hình thù rồi nha. Cái bánh này nó có mấy cái hình thù rất là dễ thương nha các bạn. Đấy, đông như vậy khách Grab còn tới mua rồi đó. À, chị đang tiếp tục làm một mẻ thứ hai. Em ăn cả chút từ cả em. Ăn đây hết đó 40 ngàn đúng không? Ăn nhiêu hộp, ăn nhiêu cái nè. Đây bây giờ mình bột còn khó làm không chị? Bột khó làm lắm, bạn thua chủ ý biết đổ hay là không thôi à. Bột thì khó thì nó không khó gì mấy. Không, nhưng mà mình cũng phải đào gấp lắm chứ. Em phô mai vô. Con bò này nó cười nên gọi là phô mai bò cười chị. Bò cười nó không cười, chị cười. Nó có cười thì chị cười đó là cũng có cười. Chị tên gì chị ha? Hả? Chị tên gì ạ? Tên Điệp. Chị Điệp. Chị Điệp bán phô mai con bò cười. Chị Điệp cười. Bánh này gọi là bánh gì? Bánh này gọi là mộc lan. Mộc lan, muối trà bông, muối phô mai. Đó, bắt đầu chị đem trứng ra muối ra nè. Đó, chị xắt trứng ra. Trứng muối. Nhìn giống như là mứt á. Cái đồ đậm nhạt. Mọi người tao biết là nó Thái Lan. À đúng rồi, khoai lang chèo nó cũng giống giống vậy chị ạ. Cái chị đó chưa đến khi học không mà nãy giờ đi học mà không nghe hả? Không nghe. Ấy giời, đơn giản quá. Đứng đây nửa buổi thì kiểu gì cũng học được được cái phần sắp nhóm lửa. Đơn giản chứ không phải là như vậy đâu nha. Trong cái bột với trứng muối cái nào khó làm khó hơn chị? Nói chung là cái gì cũng dễ chứ cưng ơi, mà ăn thua cái đổ cái tay nó thôi rồi chứ không có. Dạ. Ừ, không biết đổ rồi đâu. Chứ nhiều khi cưng cầm cái ca lên chị cưng đổ không được. Thấy đổ không vậy đó nhưng mà đổ không được. Dạ, nó khó lắm. Chắc cũng giống như đổ bánh xèo vậy ha. Xèo nó dễ gì, tự nhiên bánh xèo được. Xèo nó có cái chảo đổ không sao đâu, cũng ra cái bánh ở trên, còn cái này đổ ấy là lè sao mà được. Ờ, Sài Gòn có nhiều người bán cái món bánh này không chị? Đừng lấy 10 hộp chứ. 10 hộp đừng giảm giá, hộp không có giảm giá. Nào. Chị lấy cho em một hộp hộp này với hộp này giống nhau không? Hộp này với cái đó giống nhau hả? Thứ bò phô mai nè, chứ muốn phô mai. Thôi cho em lấy cái hộp kia sắp chín cho ta. Cái kia kìa. Cái gì đã chưa để chén muối nữa à. Thế thì em lấy hộp đó cho nó nóng hổi. Chị còn lại cho em ấy. Hiện đại lắm. Chuyên nghiệp lắm. Ai giờ ai cột nữa. Công nghệ người ta ghim bấm. Mấy
quay YouTube sao về hồi nghe giọng mấy anh không? Cái này là trứng muối phô mai, cái này là trứng muối trà bông. Mình phải gắn mác thôi, là cái thương hiệu của bánh của chị đẹp chứ. Chị đẹp bán là chỉ bán là địa chỉ này đâu đúng chị? Ở đây là. Thì Điệp bán ở góc ngã tư Nguyễn Tri Phương với cả đường Vĩnh Viễn quận 10 nha mọi người. Wow, cái bột nhìn đặc quánh nữa. Hai thùng dưới hả? Wow. Hôm nay mình bán hết bao nhiêu thùng bột đó chị? Hên xui à, nhắn cô nhiều người mới hàng, nhầm người mới hàng mình bán được lắm. Nhầm người mới hàng là cầm cái bánh lắc lư rồi tới chiều cũng lắc lư. Mà trung bình là một ngày mình bán khoảng bao nhiêu? Hai thùng bột. Chị quê miền Tây lên bán luôn rồi chị. Cả nhà mình lên đây thôi. Con gái lớn chưa chị? Gái chị 17 tuổi rồi. Ê, em chưa 18. Bánh nhìn rất hấp dẫn các bạn. À, mọi người đến ủng hộ bánh của chị Điệp nha, bánh cực kỳ thơm ngon. Đó. Cái này là trà bông. Trứng muối phô mai trà bông luôn ba nhân, thật cắm. Trà bông. Chị ơi, xong chị gắn cái máy lạnh ở trên nóc này cho mát chị đây này. Gắn đây ở nhà chị cũng gắn nữa. Chị gắn nó có xe, chắc có xe giết chạy ra giết chị về chổng. Chị nói thật luôn là chị đó. Thời gian là mình tính bằng thùng bột. Ba thùng bột đó là 3 tháng không chị? Ba thùng bột là 3 tháng. Ba đổ 3 ngày liên tiếp, đổ thông ngày thông đêm luôn. Cái sửng này là bằng sắt hay là bằng inox chị? Ta kêu bằng nhôm đồng á, chị cũng biết. Bằng gan. Cái này mấy này là bằng gan. Không, nhôm đồng. Gan nó làm gì có màu này, gan nó màu đen. Nhôm đồng á ta. Người ta kêu người ta nói là cái loại là nhôm đồng, chị cũng biết, chị nghe nói thôi chứ chị cũng biết là sao mà kêu nhôm đồng không biết không? Thì nó pha nhôm với đồng lại. Một quân là bao nhiêu cái ta? 10 cái chị? 12 cái. Một cái bánh này là một muỗng bột đúng không chị? Cắt cải chứ đâu có, đã đủ quen rồi đâu có nói. Chuyên nghiệp các bạn. Còn ai muốn học nghề thì cứ đến đây nhá, chị Điệp sẵn sàng chia sẻ bí kíp luôn. Có tính phí không vậy? Tính chứ. Bao nhiêu tiền? À, một hộp bánh. Tính phí 5 triệu. 5 triệu đúng không? À. Thật nha. Lúc đó mất nghề á. Rồi mất đó. Chấp nhận cho bán luôn đó. Mình bán quen rồi không có. Mình ở Sài Gòn này bán em thấy cái này cũng nhiều, nhưng mà cái mà
trứng nghe phô mai. Nói chung ra bây giờ ở đâu cũng có bán bánh này hết trơn á, mà ăn thua cái bột của mình làm thôi. Chứ ba thiếu gì mà sao không có bán. Nhưng mà ăn thua cái bột của mình để được bao lâu thôi. Được cái hộp rồi. Chứ hàng hết có ai mà vừa bán vừa đổ gì đó. Công ty hết trơn nên có thấy ai bán vừa bán vừa đổ. Cái này mà em về mà em để mai mốt em ăn được không? Được, 5 ngày không? Bỏ tủ lạnh đúng không chị? Để tủ lạnh thì ăn bánh hơi cứng cứng chứ. Để mấy ngày được chị? 5 ngày. À, để 5 ngày thoải mái. Cái màu của trứng muối này nó kích thích ghê lắm luôn á. Này tại trứng muối chị làm nhà không à? Trứng muối này chị bán bao nhiêu cái trứng muối chị? Nói chung cái hên xui là nhiều khi cái hộp bự này mình bán được nhiều thì trứng muối nhiều lắm. Bán hộp nhỏ thì trứng muối nó cách trứng muối. Ủa sao chị không đổi sưởng bự đi? Hả? Không, sưởng bự đủ cái này quen rồi đâu đổi sưởng bự được. À, đổ cái 90 ngàn hả? Rồi khoan đi đổ đi. Mày sắc trứng muối mà đổ được. Phòng lên.